Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người đi tìm hiểu về một đồ dùng nữa nhé. Đó là một chiếc nạo vỏ hoa củ quả. Cái kích thước thì nó cũng khá là nhỏ nhắn mọi người ạ. Màu sắc khá là yêu mọi người này. Cái đầu này nhìn nó giống như nhựa ấy mọi người ạ. Mà nó sắc lắm đó mọi người nha. Mọi người có thể cầm như thế này và sử dụng nha. Thành phần của nó là cái đầu này này thì là bằng nhựa mọi người này. Còn cái cán này này làm từ lúa mạch mọi người nha. Với thiết kế thì rất là cầm, rất là dễ cầm mọi người nha. Kích thước của nó cũng khá là ngắn và đáng yêu mọi người nha. Cái này giúp chúng ta là không dỉ, vì nó không có thành phần của sắt mọi người ạ, không dỉ. Một lớp sơn bóng này thì luôn luôn làm cho cái vỏ củ quả của mình rất là mới. Thành phần không có sắt nên là nó không dỉ nhá. Như những cái mà mình mua ngoài chợ thì cái đầu này nó làm sắt mọi người này. Thì sau một thời gian sử dụng mà tiếp xúc với nước thì nó sẽ bị dỉ ra nha. Còn nhìn nó rất là mất vệ sinh mọi người ạ. Còn cái này của mình là nó bằng nhựa mọi người nha. Cái cán này bằng nhựa nhưng nó khá là sắc ấy mọi người. Nên là nó sẽ không bị gì đâu mọi người. Nhìn lúc nào nó cũng khá là về hợp vệ sinh. Nó cũng rất là dễ dàng lau chùi mọi người ạ. Nó lại không gì nữa. Nên mình dùng rất là lâu nha. Còn những cái nạo vỏ với nạo quả trước, nạo quả và củ trước thì mình dùng được một thời gian. Khi mà cái đầu của nó mình dùng xong mình rửa đi lại mọi người. Dùng một thời gian nó sẽ bị rỉ ra nhé, nó tiếp xúc với nước nó sẽ rỉ ra. Thì khi nó rỉ thì mình sẽ bứt mọi người. Khi mà nó gì thì nhìn nó rất là mất thẩm mỹ, mất vệ sinh. Xong mình chuyển sang cái hàng này, mình dùng cũng được khá là lâu rồi mọi người nhá. Các bạn có thấy không, nó vẫn mới như thường mọi người ạ. Đây mình không có chỗ nào mà gì cả, bởi vì nó không có thành phần của sắt mọi người nhá, thành phần của nhựa và thành phần từ lúa mạch nhá. Không có chỗ nào nó gì cả. Một lớp sơn bóng rất là mới. Mọi người có thể mua sản phẩm này trên Shopee nha. Mình mua ở Shopee mọi người ạ. Và các bạn có thể mua ở những cái nơi người ta hay bán đồ gia dụng ấy. Người ta bán nồi, bán niêu, bán dao thớt, bán bát đũa, bán cái đồ nhựa này. Bán cái này mọi người. Mọi người nên tham khảo nhé. Mình thấy khá là đẹp, khá là sạch sẽ. Đây nha mọi người, cái của mình là cái màu hồng nha, khá là đẹp mọi người ạ. Mọi người thích màu gì?
Mình thích màu hồng, màu tím. Những đồ vật mà màu cam mình cũng thích mọi người. Nói chung là những cái màu nổi bật mình rất là thích. Nhưng mình chỉ cần một cái thôi, nên là mình sẽ chọn màu hồng để trang trí cho căn bếp của mình. Khá là đẹp. Nó sớm mọi người. Cái này dùng chỉ để gọt hoa quả của củ quả, hoặc có thể dùng để nạo lát mọi người, còn nạo sợi thì nó không nạo được. Vì mọi người thấy ở đây này, nó chỉ có một cái này thôi, nó không có cái để nạo sợi nha, chỉ nạo lát thôi. Mình phải cầm như này, quét 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 sạch tính luôn. Khi mọi người dùng xong, mọi người rửa lại với nước và mọi người cắt lên khô là nó sẽ được như thế này nha, rất là sạch luôn nha mọi người. Rất ưng một điều mà nó không dỉ. Chứ mấy cái mà mình mua bằng bằng sắt mọi người, để dùng được một thời gian sau nó sẽ dỉ, mà một khi nó sẽ dỉ thì trông nó rất là gớm. Nên là mình sử dụng sang đồ nhựa. Cán là nhựa mọi người này, không phải sắt thì nó sẽ không dỉ được. Đam mê là bất diệt. Mọi người nha, video của mình đến đây là kết thúc rồi mọi người ạ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo. Mọi người nhớ like và subscribe cho kênh YouTube của mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Tạm biệt.